Xin chào các bác chị, thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ với anh chị mình một cái loại rau nó mọc ở bờ suối như thế này. Một loại cỏ, một loại rau mà nó có thể giúp chúng ta trị sỏi thận cực kỳ tuyệt vời. Chỉ cần một nắm thôi là sỏi thận sẽ tự chui ra vào. Ngoài ra loại cỏ này, loại rau dại này nó có thể giúp chúng ta trị được cái bệnh viêm thận hoặc là viêm gan. Hoặc là loại rau này rất cần cho các chị em, các cô, các chị, đó là nó trị được gì ạ? Nó trị được cái vấn đề là khí hư bạch đới và huyết trắng, cực kỳ tuyệt vời đó. Nếu như chúng ta hợp cơ địa thì bệnh này của anh chị mình điều trị không có tốn một đồng nào luôn. Thứ kế nữa là nó có thể giúp mấy cô, mấy chị trị được cái vấn đề là u vú lục cục lành tính. Nghĩa là khi mà chúng ta rờ vào nó nghe lục cục. Thì cái vấn đề này thì rất là nhiều mấy cô, mấy chị bị ha. Thì nếu mà chúng ta bị và tham khảo được bài thuốc này thì chú bác chị có thể tham khảo cho kỹ ha, để chúng ta có thể sử dụng đó. Và đó là loại rau gì mà nó nhiều công dụng là vậy, như vậy đây nè các anh chị. Thì đây nè các anh chị, các anh chị nhận ra đây là cái cây gì không ạ? Đó. Đây là cái cây rau bở của bánh chim này ha. Cây này thường thường mọc ở bì ruộng hoặc là ở ruộng, ở chỗ có nước á. Ở đây là cái suối nè các anh chị. Đây. Đó. Thì cây rau bở này á, khi mà nó mọc trong ruộng chúng ta rất là bực luôn, phải nhổ, bởi vì nó ăn luôn cái phân của cái cây trồng của chúng ta. Và kế đây là cây thài lại trắng nè các anh chị. Hoặc là cây rau trai nè. Đây. Cái này thì nó trị về viêm amidan cũng rất là hay, mà Hải đã có chia bài, có cái video chia sẻ của anh chị mình rồi. Cái thài lại trắng tính nó nhớt nhớt thì chúng ta ngắt cái đọt này nè đó, và chúng ta luộc ăn cũng rất là ngon đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về cái cây rau bợ này. Rau bợ này nó còn hay gọi là cỏ bợ hoặc là cỏ chữ điền. Cái này thì rất là nhiều người lầm nó với lại cái cây chua me đất hoặc là me chua đất ha. Rất là lầm. Cây me chua đất á, thì cái lá nó không có bốn mảnh như thế này. Đây cái lá bốn mảnh này các anh chị. Đây. Lá nó bốn mảnh. Còn cái me chua đất á, cái chua me đất á, thì lá nó có ba mảnh thôi. Và mỗi mảnh nó có chia ra làm hai nữa. Thì Hải cũng đã có chia sẻ công dụng của cây me chua đất, cây chua me đất ở trong kênh rồi. Thì các anh chị mình tham khảo ha. Nó có thể bị động kinh rồi bị ho rồi rất là nhiều cái bệnh. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái cây rau bợ này. Rau bợ này á, nó có tính hàn và vị nó chua. Thành phần của nó thì nó có 84,2% cái nước, và protein thì 4,6%, glucid thì nó có 1,6%, và cái caroten thì nó có khoảng 0,72 mg. Vitamin C thì có khoảng 76 mg. Ngoài ra thì nó còn chứa rất là nhiều cái chất dinh dưỡng, ví dụ như protein nè, rồi nucleic nè, rồi nhiều chất khác nữa mà nó có thể giúp, nói chung là có lợi cho sức khỏe chúng ta rất là tốt luôn. Thì công dụng của nó thì nó có thể trị được cái bệnh viêm phù thận nè, sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, tiểu ra máu nè, rồi tiểu đường, rồi suy nhược thần kinh, động kinh, rồi co giật do bị sốt cao của anh chị đó, rồi trị viêm gan sưng đau nè, rồi trị viêm kết mạc nè, rồi viêm lợi, đau răng. Rồi nhất là chị em phụ nữ mà bị khí hư bạch đới, bị huyết trắng á, thì nó trị rất là tuyệt vời đó. Ngoài ra thì nó còn trị được vấn đề rắn độc cắn nữa các bác anh chị. Sử dụng nó thì cô bác anh chị mình sử dụng tươi hoặc khô cũng được, nhưng mà tùy theo bài thuốc ha, chứ không phải bài thuốc nào cũng vậy ha. Và khi mà sử dụng nó thì chúng ta lưu ý ha, sử dụng liên tục trong vòng 15 đến 20 ngày thì chúng ta sẽ ngưng 7 ngày rồi chúng ta sử dụng tiếp ha, không sử dụng liên tục hoài đó. Và sử dụng là chúng ta sử dụng thì sử dụng cái lá nè và cái thân lá như thế này đó. Còn cái thân của nó, thân chính của nó đó, đây mình sẽ lấy một cái thân chính của nó cho các anh chị mình xem. Cái thân chính của nó thì chúng ta nên hạn chế sử dụng ha. Đây là những cái thân chính của nó đây đó. Cái thân chính của nó thì chúng ta không sử dụng ha đó. Bởi vì sao? Nó dơ lắm đó, nó dơ lắm. Thì chúng ta chỉ cần cầm cái lá như thế này và cầm sâu xuống chúng ta bứt thì nó sẽ lên như thế này, thì chúng ta sử dụng thế này đó. Lưu ý các anh chị mình ha. Và trước khi sử dụng thì hoặc là trước khi phơi thì cũng các anh chị mình cũng nên ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo rồi chúng ta sẽ phơi. Bởi vì nó ở ngoài đồng, ngoài xá như thế này thì
nó bám bẩn vô lớp hoa của, cây này á, nó khi mà nó mọc một đám như thế này nè các anh chị, thì hoa của nó màu vàng rất là đẹp, màu vàng rất là đẹp đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào bài thuốc thứ nhất là bài thuốc trị viêm gan và viêm thận. Thì để có bài thuốc thứ nhất á, thì các anh chị mình lấy cho Hải là từ 20g đến 30g khô. Và bài thuốc này thì chúng ta sẽ phơi ngoài nắng luôn ha, phơi ngoài nắng cho khô luôn. Có những bài thuốc chúng ta phải phơi trong 400 gọi là phơi âm gan, còn bài thuốc này thì chúng ta sẽ phơi ngoài nắng cho khô luôn. Rồi các anh chị mình lấy cho Hải 20g đến 30g khô, các anh chị mình bỏ một cái nồi, đổ cho Hải 1 lít rưỡi nước và nấu sắc lại cho Hải còn 1 lít nước và chia làm nhiều lần uống trong ngày. Uống liên tục từ 15 đến 20 ngày thì chúng ta sẽ ngưng 7 ngày và chúng ta sẽ uống tiếp. Rất tuyệt vời cho bài thuốc trị viêm gan và viêm thận. Đó. Khi mà các cô các chị bị khí hư bạch đới huyết trắng thì chúng ta sẽ có hai cách để sử dụng và kết hợp với nhau luôn. Uống trong và sử dụng trị bệnh ngoài. Thì cô bác chị mình vẫn lấy cho Hải là rau bợ này và phơi khô trong 400. Nhớ là lấy thân lá và thân lá thôi, đừng có lấy cái thân chính đó, thân chính nó bỏ đi. Lấy lá và thân lá như thế này rồi phơi khô trong 400 ha. Bài thuốc này chúng ta phơi khô trong 400. Nhớ trước khi phơi phải ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo đi rồi phơi khô. Sau khi phơi khô, cô bác chị mình lấy cho Hải 20g và bỏ một cái nồi, đổ cho Hải 3 chén nước và nấu sắc lại cho Hải còn 1 chén rưỡi nước, chia ra làm 2 lần uống trong ngày, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Và kết hợp với lại cách thứ hai. Cách thứ hai thì cô bác chị mình lấy cho Hải 30g khô. 30g khô. Và cô bác chị mình là bỏ một cái nồi, đổ cho Hải từ 4 đến 5 lít nước. 4 5 lít nước sạch và nấu sôi lên. Sau khi sôi, cô bác chị để cho nó sôi thêm từ 3 đến 5 phút nữa để cho ra chất thuốc. Rồi cô bác anh chị mình là để cho nó nguội đi, còn hơi ấm ấm cũng được và để cho nó nguội cũng được đó. Cô bác anh chị mình ngâm, ngồi xuống và ngâm vào, thì chỗ nào cô bác anh chị mình bệnh thì cô bác anh chị mình biết ha, ngâm vào có nghĩa là ngâm âm hộ vào đó, ngâm vào từ 20 đến 30 phút sau thì cô bác anh chị mình đứng lên, mỗi ngày ngâm một lần như vậy. Thì kết hợp uống trong và ngâm ngoài thì nó sẽ giúp trị các bệnh khí hơi bạch đới và huyết trắng cực kỳ tuyệt vời đó. Rồi cũng của mấy chị mấy cô nữa, đó là bài thuốc trị sưng vú, u vú mà lục cục á, mà lành tính ha. Đôi khi nhiều người bị lắm của anh chị mình nè, mấy cô mấy chị rất là nhiều người bị luôn cái lục cục ở trong cái bầu vú chúng ta đó, nhưng mà nó lành tính thì rờ vào nghe lục cục. Thì chúng ta sử dụng cây rau bợ này để điều trị bằng cách nào ạ? Của anh chị mình lấy cho Hải một nấm tươi như thế này, lá và thân lá tươi như thế này đó. Của anh chị mình giã nát đi, nhớ trước khi giã nát phải ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo ha, rồi giã nát. Giã nát xong của anh chị mình đổ cho Hải một ly nước lọc vào. Nếu như chúng ta xay thì chúng ta đổ nước vào chung luôn, chúng ta xay nhuyễn. Còn nếu chúng ta giã thì chúng ta giã xong thì chúng ta mới đổ nước vào một cái ly nước lọc ba cao như thế này và nhỏ như thế này đổ vào. Sau khi đổ nước vào thì chúng ta sẽ vắt lấy nước cốt và chúng ta sẽ nấu sôi lên. Sau khi sôi, của anh chị mình tắt bếp và uống một lần mỗi ngày. Của anh chị mình có thể uống từ 1 đến 2 lần, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút đó. Thì như vậy thì chúng ta uống liên tục trong vòng 15 đến 20 ngày thì cô bác chị mình á là ngưng 7 ngày rồi chúng ta sẽ uống tiếp 15 đến 20 ngày tiếp ha. Đó là bài thuốc trị u vú lục cục mà lành tính. Rồi, đây là bài thuốc mà hôm nay Hải muốn chia sẻ chính của anh chị mình, đó là chỉ cần một nắm lá như thế này, chúng ta sẽ quơ một nắm như thế này. Đó. Và cô bác chị mình sẽ điều trị được cái bệnh sỏi thận, chỉ cần một nắm sỏi thận ra ào ào, tự chui ra ào ào. Mình không phải nói suông nhưng mà một số người Hải biết ở vòng sớm và một số của bác chị mình sau khi mà Hải chia sẻ bài thuốc này lên cách đây rất là lâu rồi cũng đã sử dụng và có kết quả cực kỳ tuyệt vời. Để trị sỏi thận từ rau bợ này có 3 cách. Cách thứ nhất là cách đơn giản nhất và để trị sỏi nhỏ. Nhớ là sỏi thận khi mà chúng ta uống thuốc nam để điều trị thì cái sỏi nó bạc khoảng 7 mm trở xuống thôi, còn trên 7 mm là sỏi lớn rồi. Thì chúng ta sử dụng nhiều cách khác, ví dụ như tán sỏi hoặc là mổ ha. Bởi vì đường tiết niệu của chúng ta không đủ lớn để cái sỏi lớn nó đi ra. Rồi, khi mà chúng ta bị sỏi thận thì chúng ta sử dụng rau bợ như thế nào? Các bác chị mình lấy với chị Hải một nắm lá và thân lá tươi như thế này, ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo và giã nát. Giã nát. Sau khi giã nát, các bác chị mình đổ cho Hải nửa chén nước vào, cái chén ăn cơm đổ nửa chén nước vào và chúng ta sẽ vắt lấy nước và uống trước khi ăn 5 phút. Uống trước khi ăn 5 phút. Ngày các bác chị mình có thể uống từ 2 đến 3 lần như vậy. Rồi, cách thứ hai. Các anh chị mình vẫn lấy cho Hải một nắm lớn, nhớ là một nắm lớn, một nắm vừa là như thế này, một nắm lớn là như thế này. Đó, hở tay như thế này, một nắm lớn ha, lá và thân lá như thế này. Tươi, các anh chị mình ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo cho Hải và các anh chị mình là chặt khúc ra để đó. Các anh chị chuẩn bị cho Hải một trái dừa sim. Nếu không có dừa sim thì chúng ta sẽ sử dụng cái dừa thường cũng được, nhưng trái dừa đó không quá già cũng không quá non.
Rồi cô bác chị mình vạt ra dừa sim ra giống như chúng ta vạt để uống nước vậy đó, vạt ra xong đổ bớt nước ra ngoài. Nước dừa đó nó đầy cái trái dừa đúng không? Chúng ta đổ bớt cái nước dừa ra, bớt thôi chứ không phải đổ hết ra nha. Rồi cô bác chị mình bỏ cái rau đã chuẩn bị vào đó, rau bợ đã chuẩn bị sạch sẽ rồi đó, đổ bỏ vào cái trái dừa đó. Và nếu như cái chỗ vạt chúng ta cái miếng mà chúng ta vạt ra nó bị bể rồi thì chúng ta đậy nắp lại không có được, thì chúng ta sẽ lấy một cái chén ụp vào cái trái dừa và chúng ta sẽ bỏ lên bếp. Cái trái dừa đó cô bác chị mình bỏ lên bếp và chúng ta sẽ nấu đốt cái trái dừa đó cho cái nước ở trong trái dừa nó sôi lên. Sau khi sôi của bác chị mình là để nó sôi thêm từ 3 đến 5 phút sau. Nhớ là khi đốt trái dừa thì rất là lâu sôi, có thể khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ mới sôi. Của bác chị mình nên kiên trì ha. Rồi, sau khi sôi chúng ta sẽ 3 đến 5 phút sau của bác chị mình tắt bếp và đổ cái nước dừa và cái rau bợ ra ngoài cái tô. Của bác chị mình uống hết nước dừa, ăn hết cái rau bợ. Ha, ăn hết rau bợ. Đó, một ngày của bác chị mình có thể ăn từ 1 đến 2 trái như vậy. Đó, thì điều trị bệnh sỏi thận cực kỳ tuyệt vời. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của bác chị mình những công dụng rất tuyệt vời từ một cái loại cây cỏ mọc hoang như thế này, rất tuyệt vời của anh chị đó, cây rau bợ. Thì cũng đã xong, thì cũng bây giờ Hải cảm ơn của anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Thì mong rằng những cái video như thế này nó có thể giúp của anh chị mình tham khảo những cái vị thuốc nam ở Việt Nam chúng ta mà dần dần nó được bị bỏ quên. Thì Hải lập ra kênh Phan Hải Vlog này, nói chung là kênh Phan Hải. Hải thì có hai kênh, Phan Hải Channel và Phan Hải Vlog. Hai kênh này đều chia sẻ thuốc nam hết, để cho nó nhân đôi lên cái vấn đề mà về thuốc nam để cho quý anh chị mình tham khảo. Thì tham khảo những cái bài thuốc nam mà đã bị lãng quên. Thì cũng đã xong. Thì cuối giờ Hải cảm ơn và chúc quý anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye quý anh chị mình nha.